ติเตสะภะคะวะตาธัมมะจาเกภูมิเทวาสะธัมมะนุสะเวนเตตังภะคะวะตาปารานสียังอิสิปัตตะเนมิกะทาเยอนุตตรังธัมมะจาคังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะติวาโลกัสมิchương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Mao Khóc mỗi ngày 2 giờ. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, cảm ơn Nguyên sư. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con kính tri ân với ngài. Dạ,
nó lên thoát của con, cái đường nét con nó giật con từ hậu Việt tới giờ. Dạ, con tri ân quý ngài. Nam mô Bích Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thân Má trên Bao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh hành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài 58 Kinh Vương Tử. Rồi con sai rồi. Dạ con xin nhập lại. Dạ con cái bản của cái trang điều hành con chưa có đổi. Dạ con xin đọc lại. Con sám hối với quý ngài. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2020, chương trình giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 39, nhóm thuộc tánh tham phần, biên soạn Tỳ Kheo Giác Đẳng dẫn nhập Tỳ Kheo ngài Tỳ Siêu. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lãnh thai, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con kính tri ân sư. Con bữa nay con rất là vui lòng. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa vị, hôm nay giáo trình Thắng Pháp chúng ta sẽ học được kính giới tâm sở tham Phật.
Trong phần 1 tâm bất thiện thì 4 si phần là bất thiện biến hành. Còn cái giống tham phần, sân phần, hung phần và quả nhi thì đó là 10 cái tâm sở thuộc về biến cảnh. Gọi là biệt cảnh bởi vì cái nhóm tham phận nó chỉ đi chung với tâm tham thôi, phù hợp với tâm tham. Nhóm tham phận thì gồm có tham đã kiếm mạng, hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Tâm giảng giải. Hôm nay chắc có lẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Nhất Tâm giúp cho một ngày nữa, bởi vì chúng tôi vừa ở ngoài Bình Định Quy Nhơn về đây, đi suốt xuống tới Vĩnh Long, và đêm qua chúng tôi không nghỉ ngơi được, đến giờ đây mệt. Sáng mai thì chúng tôi cũng phải lên qua Cần Thơ để thi pháp nữa. Trong cái mùa giờ y kết ná, chúng tôi hơi bị tắc trách công việc ở trong rừng, nên xin Thượng Tọa Nhất Tâm cũng quan hỷ. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh giúp đọc cho chánh kinh, rồi sau đó cùng thỉnh Thượng Tọa Nhất Tâm. Dạ, cảm ơn sư đệ. Xin đệ quan hỷ giúp cho mọi sư huynh. Hôm nào ở nhà không có đi du lịch với sư huynh sẽ vào rừng để giúp. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trời Siêu rất là nhiều. Ngài rất là mệt nhọc, ngài cũng cố gắng vào đạo tràng với chúng con, và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh như lời Thượng Tọa Giác Đẳng ngài nghỉ sớm một chút. Bạn con kính cùng thỉnh ngài, và con xin phép được đọc phần chánh kinh, và đạo tràng có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu á, là đường nét con nó rớt liên tục nên con không biết như thế nào. Dạ cảm ơn, dạ con tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin được đọc phần chánh kinh. Bài 39, nhóm thuộc thánh tham phần. Nhóm thuộc thánh tham phần bao gồm 3 thuộc tánh: tham, tà kiến, ngã mạn. Nếu nhóm si phần là phần chìm của phiền não như rễ cây, thì nhóm tham phần là sự phô diễn như hoa, lá, cành. Thuộc thánh tham, lơ, phá chê, trách xích cá. Tham ở đây được hiểu là tham luyến, dính mắc, không thể buông xả, phân biệt đẹp xấu, hay dở, ngon không ngon, vân vân. Không phải là tham thích hay vừa ý, cũng không hẳn là tham. Lấy thí dụ các vị A-la-hán như Đức Phật, ngài Sariputta vẫn thấy thành Vesali đẹp nhưng không có tiếng. Thuộc tánh tà kiến, đích thí chê tassika. Tà kiến ở đây nghĩa là chấp sai, muốn cái gì đó phải đúng cho dù rất sai. Hiểu lầm chưa hẳn là tà kiến. Thấy ông A mà tưởng ông B thì hai người
có nét giống nhau, thì cái hiểu sai này là lầm tưởng chứ không phải tà kiến. Một người có khuynh hướng về ngã tính, khi nhìn mọi hiện tượng sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì chấp kiến đó là tự ngã, thì đó là tà kiến. Phải thấy được ý nghĩa này mới hiểu tại sao trong thân pháp trạng thái chấp kiến sai lạc không nằm trong nhóm si phần mà nằm trong nhóm tham phần. Thuộc tánh ngã mạn Manacchitta Sikha, có lẽ thuộc tánh này gọi là mạn ít bị hiểu lầm hơn là ngã mạn. Chấp ngã thuộc tà kiến, mà đơn thuần là nặng tánh cá nhân individual. Dạ, con đọc chắc chữ này sai rồi. Mạng ở đây là quan niệm của cách so sánh giữa cá nhân với người khác. Nói cách khác là chấp thủ, nhân ngã, bị thử. Sự so sánh này, cho dù thấy mình hơn người, bằng người hay thua người, đều nằm trong mạng. Cần hiểu nhóm tham phần qua cả hai bình diện kinh tạng và pháp thắng pháp tạng. Trong ba thuộc tánh, tham phần là tham, tà kiến, ngã mạn, đều cần được hiểu qua cả hai phương diện quỷ mâu và quy mâu. Ba trạng thái này nằm trong rất nhiều thể tài, chi pháp trong tam tạng, phải có cái nhìn toàn diện và sự hiểu biết căn gốc mới tránh được sự định nghĩa hạn hẹp. Nhận thức về sự kết hợp giữa pháp học và pháp hành. Ái chấp, kiến chấp và mạn chấp là ba sự chấp thủ rất tế nhị mà hành giả cần luôn quán chiếu. Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều bài kinh về tâm niệm. Đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Không đủ tinh tế để nhận thức tất cả sở đắc, sở chứng. Như vậy không phải chỉ khiến người tu tập dậm chân mà còn đi vào con đường sai lạc. Có sự khác biệt lớn trong cách dùng từ theo thường thức và theo thuật ngữ pháp. Ba tên gọi của ba thuộc tánh tham, tà kiến, ngã mạn vốn rất phổ thông trong thường thức cũng như Phật học. Người học cần có sự cẩn trọng, như tham không phải chỉ là ham muốn tà vại quá mức. Tà kiến không chỉ là quan niệm sai lầm có tính cách tôn giáo, mà ngay cả thân kiến cũng là tà kiến. Dạ, con xin sám hối. Ngã mạn không phải là chấp kiến về ngã thuộc tà kiến, nên hiểu theo ý nghĩa chuyên môn, ngữ và nghĩa. Thông thường chữ đích thí có nghĩa là kiến, Samma đích thí là chánh kiến, Vichcha đích thí là tà kiến. Nhưng ở đây chỉ dùng chữ đích thí mang nghĩa tà kiến. Thí dụ trong thắng pháp nói tâm tham, thọ hỷ, tương ưng kiến không có tác động, kiến trong câu đó là tà kiến. Nếu trong tâm tịnh hảo thì tương ưng trí, nên cẩn thận. Có những trạng thái mới nghe tưởng thuộc nhóm này nhưng lại là nhóm kia. Thí dụ như sự tự ái mới nghe thuộc về ngã chấp, thực tế thì khi bị chạm tự ái là trạng thái sân. Phải hiểu theo cách chính danh và ngữ cảnh, không nên hiểu theo ngôn từ thường thức. Người học thắng pháp cần cẩn thận với ngữ và nghĩa trong mọi trường hợp. Minh họa phần chia thuộc tánh, xin mời đạo tràng vào liên của Buddha Thamma hoặc là vô râm. Dạ, con kính tri ân sư đã cho gửi liên. Thắng pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ họa của ngài trưởng lão tịnh sự thiết kế thuộc tánh tham phần. Dạ, quý vị có thể vào hai bản để xem. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là nhóm thuộc tánh si phần. Bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh sân phần.
Dạ, chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Có vị đã phát hiện cho chúng tôi biết rằng ở bên Zoom quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang một thứ hai của thuộc tánh điện, đó là nhóm tham Phật. Khi mà học vào những cái nhóm như là si Phật, tham Phật, chúng tôi rất là ngại là chúng ta học, nhưng mà chúng ta chỉ học nghiêng về một phía mà chúng ta không có học mang tính toàn diện. Bởi vì ở trong Phật học, dù là kinh tạng hay là thắng pháp tạng, thì những thuộc tánh như là si hay là vô minh, ái, tham hay là khắc ái, đó là những cái thuộc tánh đóng vai trò rất là lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, nếu mà chúng ta không khéo định nghĩa đó, thì nó trở thành một cái cách nhìn rất là phiến diện. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một vị tổng thống Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là ở trong nội các thì có nhiều vị bộ trưởng, như là bộ trưởng về thương mại, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng về điện địa, v.v. Nhưng mà cái vai trò của vị đồng lý văn phòng, đồng lý văn phòng rất là quan trọng ở trong cái việc mà điều phối và làm sao cho cả cái nội các là việc tốt. Mặc dù trong một nội các, nhưng mà rồi có những cái chức vụ nó lại có ảnh hưởng rộng hơn những điều khác, và chúng ta không nên hiểu nó bình thường như là những thứ khác. Thì thưa quý vị, có một điểm mà chúng tôi hơi ngại. Nói thẳng ra là khi mà chúng tôi dạy thắng pháp thì chúng tôi thường phải làm một việc là cố gắng lại càng nhiều những danh từ mà có tính cách là đã quen xài, không phải là quen xài trong đại chúng mà quen xài trong cái giới học với nhiều pháp. Ví dụ ở trong room có trường tọa Tuệ Siêu. Trường tọa là một người mà những cái tư vựng của Ngài Tịnh Sự, của sư trưởng xài, của Ngài Tịnh Sự xài, nó đã ăn sâu vào trong trong cái ngôn ngữ của Tổ Siêu. Do vậy, nếu mà chúng tôi xài những cái chữ mà nó hơi khác hơn một chút thì đôi khi có thể làm cho Tổ Siêu khác, nó không có quen. Mặc dù vậy, nhưng mà chúng tôi cũng phải nói một điều là riêng về ba cái thuộc tánh của tham Phật, thì nếu chúng tôi sửa lại thì sao? Nhưng mà chúng tôi muốn sửa là thuộc tánh tham chấp,
thuộc cái tính kiến chấp và thuộc cái tính mạng chấp. Tại sao chúng tôi dùng cái chữ tham chấp hơn là tham, hay là kiến chấp hơn là kiến, hơn là tà kiến, và mạng chấp hơn là ngã mạn? Dạ, chúng tôi sẽ giải thích tại sao. Nhưng mà nếu quý vị học đó mà một cách rất tinh xác mà dễ học đó, thì quý vị nên sử dụng danh từ tham chấp, kiến chấp và mạng chấp. Thứ nhất là chữ chấp đó, nó mang tính cách là bám víu. Và do nó bám víu, nó nằm ở trong nhóm tham phật. Đặc biệt nhóm tham phật. Và khi tham ái, tham chấp mà nằm ở trong nhóm tham phật thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu về kiến chấp, hiểu về mạng chấp, mà có thêm chữ chấp thì chúng ta sẽ thấy tại sao nó nằm ở trong nhóm tham phật. Bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ như vậy. Là chúng ta thấy trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ, những ứng viên, những nhà chính trị, đôi khi họ cũng có những cái sai. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng cái thành phần mà ủng hộ, gọi là cử tri mà những người ủng hộ những ứng viên, thì họ có một cái kiến chấp. Cho dù rằng họ biết chuyện đó sai, nhưng mà họ đã ủng hộ rồi, họ cũng cố gắng hiểu là nó đúng. Ngoài cái hiểu sai ra, nó còn có cái cố tình để hiểu sai nữa. Chúng ta hơi lạ về chuyện đó. Nhưng mà trong cái chuyện mà kiến chấp hay là chấp kiến đó, thì nó có một sự bám víu trong đó. Cái điểm này rất là tế nhị. Hiểu sai là một chuyện, nhưng mà cố tình hiểu sai, muốn hiểu sai và chấp vào hiểu sai đó, chúng ta gọi là kiến chấp. Thật ra nó nằm ở trong giống tham phật. Nên chi nếu mà quý vị mà nó là về phương diện mà từ ngữ mà cho nó chính xác, thì ở trong cái nhóm tham phần có ba, đó là ái chấp, đó là tham chấp, kiến chấp và mạng chấp. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm là tại sao nên thêm chấp vào điểm này. Bây giờ thì chúng ta đi vào một cái trạng thái đầu tiên, Lovas Jetasika. Thường thường chúng ta gọi là tâm sở tham. Ở đây chúng tôi dùng cái chữ là thuộc tính tham chấp. Cái chữ tham chấp ở đây nó có một từ khác rất là gần với nó là tham luyến hay là ái luyến. Chữ luyến á, nó có nghĩa là dính mắc, nghĩa là vương vấn. Bây giờ như vậy là Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng có thấy được là hoa sen đẹp. Chứ không phải là cái nhìn của Đức Phật thì hoa sen hay là hoa cúc hay là hoa này hoa kia giống nhau đâu. Dạ, ngài thấy hoa sen nó cũng đẹp. Nhưng mà các ngài không có tham chấp. Không tham chấp bởi vì các ngài không nghĩ là nó phải là của ta. Dạ, nó phải là của ta. Thật ra mà nói đó, thì khi mà mình tham á, thì nó có một chút liên quan đến ngã sở hay cái của ta. Lấy một ví dụ là chúng tôi hồi mới qua bên Mỹ, thì thưa quý vị, lâu lâu đi ngoài đường thì người Mỹ họ hay có cái bán những cái đồ xài dư ở trong nhà. Người Mỹ gọi là garage sale. Dạ, họ gọi garage sale bởi vì ở garage là chỗ đậu xe, và cái đồ gì không xài họ đem ra nhà kho, nhà garage họ chất cất, gọi là nhà kho.
lâu lâu thì họ muốn dọn sạch nhà kho đi, muốn dọn sạch thành họ gọi là garage sale. Thì để họ thanh toán dọn sạch garage sale đó, thì họ bày họ bán ở ngoài cái sân nhà họ đó. Dạ. Một phần là bán cho vui, một phần nữa là bán để dọn sạch garage, phần bán để kiếm tiền. Và đôi khi chạy ngang có những căn nhà mà họ bán rất nhiều thứ, nếu ví dụ như là vợ chồng hay là những người thân của họ đã từng đi du lịch rất nhiều, họ du lịch Âu Châu, Á Châu, vân vân, họ món này món kia về, và bây giờ họ không thích những món nữa, hay là những người đi Đức cho họ họ không xài nữa, thì họ đem ra họ bán. Thì chúng tôi nhớ rất là rõ ràng cái cảm giác, thưa quý vị. Cảm giác đó là cũng thời những cái bình hoa mà họ bày bán, cái bình để cắm bông á, nhưng mà có những cái bự có những cái bình mà nó thuần cái nét của Tây Phương, nó cũng đẹp chứ không phải không đẹp, nó giá trị chứ không phải không giá trị. Nhưng mà bởi vì lúc chúng tôi qua năm 80 á, thì thời đó đó, những cái thứ mà của Á Châu của chúng ta nó hiếm lắm, phải chạy lên phố Tàu đi đâu mới có, đa phần là đồ của Mỹ. Và do vậy có ông chạy carousel mà thấy người ta bán một cái bình hay một cái gì đó mà nó mang cái tính cách là Đông Phương, dù là Nhật Bản hoặc là Đại Hàn hoặc là Trung Hoa, đặc biệt là Trung Hoa và Nhật Bản, thì thích lắm. Nhà thích lắm, thường là thấy giá rẻ là mua. Tại vì sao vậy? Tại vì đem về chùa đó nó hợp với trong chùa. Dạ, nó hợp với trong chùa vì nó mang cái chất của phương Đông. Thì chúng tôi phải nói như vậy là khi mà mình nhìn thấy những cái bình hoa mà có nét Đông Phương, thấy nó đẹp đó, thì không phải là thật sự cái phẩm chất nó tốt hơn những cái bình hoa của Ý, và nó cũng không hẳn là về nghệ thuật á, nó đẹp hơn. Nhưng mà bởi vì chúng ta là người phương Đông, người da vàng, và chúng ta là người Việt Nam, ảnh hưởng cái văn hóa phương Đông, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, thấy cái gì Trung Hoa, thấy cái nét của Nhật Bản thì thấy rất gần gũi với mình rồi. Thì ở trong cái sự ưa thích đó, nó cũng có cái thứ là của ta, là văn hóa của ta. Nói một cách khác là có rất nhiều trường hợp một quyển sách viết không hay nhưng mà nó mang cái hơi hướng của Phật giáo, mang hơi hướng của phương Đông, thì chúng ta lại đọc cái chăm chú. Có những quyển sách viết rất là hay nhưng mà của Tây Phương, của Thiên Chúa, của Hồi giáo, thì chúng ta lại không có mặn mà. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi giới thiệu cho một người quen đọc một tác phẩm về những cái suy tư của những cái vị giáo sĩ Sufi. Giáo sĩ Sufi chúng ta tạo gọi là giáo sĩ Sa Mạc. Giáo Sa Mạc thì ở bên Thiên Chúa giáo đó, họ có những vị monk, có những vị tu sĩ dòng kính. Và ở bên Hồi giáo họ có những có những vị Sufi, tức là những vị giáo sĩ mà họ chuyên tịnh tu. Giống như Phật giáo của chúng ta có những vị gọi là forest monk hay là lâm tăng, tức là những vị sống trong rừng, sống đồ đà vậy. Có một số các tác phẩm mà viết về các vị giáo sĩ Sa Mạc, những với sự tu tịnh tu của Hồi giáo, chúng tôi rất là thích đọc. Ở trong đó có nhiều cái chia sẻ về kinh nghiệm thú vị. Thứ với việc người Phật tử mà quen với chúng tôi đó, khi mà cầm một cuốn sách đó, thì các vị hỏi chúng tôi là tại sao có vị giáo sĩ Sufi? Sufi nghĩa là gì? Thì chúng tôi nói đó là mình tạm gọi là giáo sĩ Sa Mạc, là những cái vị tu sĩ Hồi giáo dòng kính, tịnh tu.
Thì vì nghe nói như vậy, vì đó trả lời chúng tôi quyển sách liền lập tức. Nói sư, con cái gì chứ, đụng tới Hồi giáo không có chơi. Vì đó họ rất là ghét Hồi giáo, đụng Hồi giáo chơi, và Hồi giáo mà họ nói đúng tới đâu đi nữa thì cũng không thích. Chứ là hoàn toàn hiểu được cái tâm trạng đó. Dạ, tâm trạng đó. Bởi vì thưa quý vị, đa phần ở trong cuộc sống của chúng ta, trong cái sự phân biệt giữa cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, cái tốt, cái không tốt, nó là một lẽ. Nhưng mà cái sự bám víu dính mắt, nó là một chuyện khác. Và sự dính mắt đó được gọi là tham chấp. Chúng tôi nhớ rằng có một quyển sách có cái tựa đề là Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, mà người ta xài một cái thí dụ để mô tả sự tham chấp. Và thí dụ này nó rất là thích thú đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã từng đi sang Mã Lai và đã từng đến cái đồn điền này, và được nghe, được biết, chúng tôi không có một cái tận mắt, nhưng mà được biết người ta kể lại một cái rất là cụ thể. Thì thưa quý vị, đồn điền này thì người ta có cái nhu cầu để bắt khỉ. Một á, là bắt cho nhiều khỉ đi, nó bớt phá, nó không rừng nó ra nó phá lắm. Và cái thứ hai nữa đó, là khi họ bắt được những con khỉ đó, thì họ huấn luyện cho những con khỉ này, nhất là khỉ còn nhỏ đó, leo dừa để mà hái dừa. Nhưng mà muốn bắt những con khỉ đó, thì làm sao? Thì người ta dùng một cái thủ thuật rất là đơn giản, một cái phương cách rất là giản dị mà từ cả hàng ngàn năm người ta vẫn xài, nhưng mà nó vẫn xài được, vẫn hữu hiệu cho đến ngày hôm nay. Đó là họ dùng một cái trái dừa mà họ khoan vào cái lỗ để họ rút hết nước ra và họ để cho nó khô một chút. Rồi cái lỗ nhỏ đó thưa quý vị, nó chỉ bằng, lớn bằng cái tay của con khỉ một chút xíu thôi. Và họ đổ vào bên trong trái dừa đó một ít những cái hạt bắp rang rất là thơm, hay hạt đậu phộng, chúng tôi không nhớ là cái gì, nhưng mà đại khái cái, những thứ rất là thơm. Và họ để những cái trái dừa này ở mé ven rừng, thì những con khỉ nó ngửi thấy cái mùi thơm ở bên trong trái dừa đó thì rất là thích. Khi ra thì thích, nó thấy đó là mùi thơm, nó thọc tay vô. Thì thứ gì, và lúc mà người ta thấy nó thọc tay vô thì người ta xuất hiện. Thì quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi chút xíu nha. Chúng tôi xin lỗi quý vị, computer tự nhiên nó mở, không biết là quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, quý vị có nghe lại được, dạ. Thì thưa quý vị, khi mà những con khỉ trong rừng nó ra, nó thấy trái dừa và nó ngửi được cái mùi thơm của những cái hạt bắp rang ở trong trái dừa đó, thì nó thọt tay vào.
nó thọc tay vào để nó ăn. Nhưng mà khi mà nó thọc tay vào thì để nó lấy những cái đó thì nó phải nắm lại, nó phải hốt, nó nắm lại. Và thường thường khi mà nó nắm lại đó thì do cái nắm đó đó nó lớn hơn cái lỗ, nó lớn hơn cái lỗ mình thì rút tay ra được. Thế nó không nắm thì thọc tay cũng vừa, và khi nắm lại đó thì nó bị kẹt lại. Và lúc đó người ta mới đánh phèn la, vừa đánh phèn la vừa rượt những con khỉ này. Thì thưa quý vị, nếu mà những con khỉ này mà nó buông cái nắm tay ra, nó rút ra khỏi trái dừa và nó chạy á, thì người ta không ai bắt được nó hết, đơn giản như vậy. Nhưng mà rồi không, nó nghe người ta đánh phèn la, biết người ta rượt, nhưng mà nó vẫn giữ mấy cái hạt ở trong nắm tay không buông ra, và nó vừa chạy vừa kéo theo trái dừa. Thì quý vị biết con khỉ mà, nó sẽ kéo theo trái dừa kéo được bao xa, và rốt cuộc người ta tóm được, người ta bắt được bằng một cái lưới chọc lên. Rất là đơn giản, đơn giản nhưng mà hữu hiệu. Và cái thân phận của con khỉ rất là tội nghiệp. Bởi vì sao vậy? Nếu nó có một chút suy nghĩ, chỉ cần buông những cái hạt đó ra, rút tay khỏi trái dừa, thì người ta không cách gì chạy kịp nó hết. Nhưng mà không, nó vẫn nắm lại. Nhiều con khỉ bị bắt nhưng mà nó học bài học đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con người ở tại miền Bắc Mã Lai vẫn dùng cách đó, đó để bắt khỉ, cho đến bây giờ vẫn hữu hiệu. Thì thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta nhìn vào mà nói là thắng pháp đó, thì khi con khỉ nó ngửi được cái mùi, mùi thơm của những hạt bắp rang ở trong cái dừa đó, nó phân biệt đây là mùi thơm và đúng là thơm, thì cái đó chưa gọi là tham chấp. Nhưng khi nó thọc tay vào, bóc được và nắm một nắm tay như vậy và không thể buông ra được, thì đó gọi là tham chấp. Ở trong kinh đó, một cái ví dụ ngược lại của cái trạng thái gọi là vô tham. Vô tham, sự không có dính mắc, giống như là nước mà đổ trên lá sen. Chúng ta thấy nước đổ lên lá sen, nó không có động lại, nó không có ướt lá sen, rồi nó chảy qua thôi. Nhưng mà nếu mà nước mà nó đổ trên một cái lá như lá chuối chẳng hạn, mà nó còn giữ lại đó, thì cái giữ lại đó được thí dụ cho tham. Và cái như lá sen đó, thì giống như là vô tham. Thì cái sự giữ lại đó, nó lại là một đề tài lớn trong cuộc sống, đề tài lớn lắm. Và chúng ta nên hiểu một điều như vậy là ở trong cuộc sống chúng ta trải qua rất là nhiều những cái trạng huống, những cái hoàn cảnh, những cái cảnh. Nhưng mà cái nào mà mình muốn giữ lại và không muốn cho nó đi qua, thì ở đó nó luôn luôn nó có những vấn đề. Quý vị nào đã đọc tác phẩm Siddhartha của Hermann Hesse, mà trong đó được Ni Sư Trí Hải và Phùng Thăng là câu chuyện dòng sông, thì khi chúng ta nghe câu chuyện dòng sông về ông lái đò nhìn dòng sông, thiện hữu nhìn dòng sông, và tất đạt phải trở đi trở lại để học về câu chuyện dòng sông. Thật ra câu chuyện dòng sông nó rất là đơn giản. Khi chúng ta ngồi trước dòng sông, chúng tôi lớn lên ở miền sông nước, thưa quý vị, thì mình biết rằng có rất nhiều thứ nó đi qua ánh mắt mình. Nó là một miếng rác, nó là một cái bè, nó là một khúc gỗ, nó là một mớ hoa lục bình, nó là một mớ cái đẹp và cái không đẹp. Tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt,
và trôi qua. Nếu chúng ta ngồi trên dòng sông lặng lặng nhìn những thứ đến và đi mà chúng ta không có chấp, không có liếng riết, không có tham chấp thì chúng ta không khổ. Nhưng mà thưa quý vị, có những thứ mà nó để những cái vết hằn, những vết hằn rất lớn trong cuộc sống. Và cái vết hằn đó đó, trên phương diện tham chấp chúng ta chưa nói đến sân, trừ tham chấp là cái muốn nắm những gì đã đi qua rồi, chúng ta không muốn cho nó qua, không muốn buông, mà chúng ta muốn nắm níu lại. Và cái nắm níu đó đó, nó tạo nên những cái hiệu ứng như là căng thẳng, như là rối loạn. Sáng nay chúng tôi có đọc một bài viết. Bài viết đó của một bác sĩ tâm lý người Hoa Kỳ đề cập đến những cái hiện tượng căng thẳng và xáo trộn tâm lý ở trong mùa bầu cử. Chúng ta biết rằng ở trong mùa bầu cử là mùa mà người ta làm một quyết định là sẽ ủng hộ ai ở trong các số ứng viên, và có những vai trò ảnh hưởng rất lớn dù vai trò tổng thống Hoa Kỳ. Mùa bầu cử năm nay 2020 nó là một bầu cử sôi động với số người được bỏ phiếu rất đông, trên 160 triệu người, một cuộc bầu phiếu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và nó có không biết bao nhiêu là những căng thẳng về ủng hộ và chống đối của bên này và bên kia. Thì những cái lùm xùm, những cái ồn ào nghe như là ồ, cái đó là cái tự nhiên của một bầu cử. Nhưng mà vị bác sĩ tâm lý này nói rằng lúc đó thì không thấy gì, nhưng mà trong cái thắng cái bại, ở trong cái hơn cái thua, ở trong cái thương không thương đó, nó tạo nên những cái hiệu ứng tâm lý. Và những cái ảnh hưởng về tâm lý đó nó lớn đến nỗi mà có một số người trằn trọc, phẫn nộ, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn bã, khó chịu, bực dọc, hào hứng, vui vẻ, bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, nó là một giai đoạn của cuộc sống mà người ta bỏ vào đó quá nhiều cảm xúc. Và người ta nói rằng có những cái tác động tâm lý, hoặc xa hoặc gần, trực tiếp, gián tiếp, hoặc lớn hoặc nhỏ, mà cái cảm xúc đó nó không đơn giản là nó đến rồi nó đi. Nếu nó đến và nó đi, như là chúng ta nhìn những gì trôi qua dòng sông, hay nói theo cái ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta gọi là nước chảy qua cầu, thì nhìn thấy nước, mọi thứ là nước chảy qua cầu thì đâu có vấn đề gì. Nhưng không, có những thứ nó xuất hiện, nó khiến cho chúng ta nắm níu, khiến cho chúng ta tham luyến. Bây giờ nó biến mất, chúng ta không bằng lòng, chúng ta không chấp nhận, chúng ta không cam tâm. Tại sao mình không giữ được nó? Mình muốn giữ được nó, tại sao không giữ được nó? Thì khi mà chúng ta nói về một cái thí dụ là câu chuyện dòng sông đó, thì chúng ta nên hiểu rằng tham hay là tham chấp, nó là hiện tượng dính mắc. Cái hiện tượng dính mắc nó khiến chúng ta không thể buông xả, và do vậy nó tạo rất nhiều cái hiệu ứng trong đời sống, như là căng thẳng, phiền muộn, bực bội, vân vân. Thì ở đâu có tham, ở đâu có sân. Dục ái và sân là hai trạng thái rất tự nhiên, như cặp bài trùng, có cái này có cái kia. Hay nói một cách khác là không bao giờ cái quả đắt đồng hồ mà nó đánh sang một bên và trở lại đứng ở giữa hết. Mà thưa quý vị, nó luôn luôn cái hiện tượng là nó đánh sang một bên này rồi nó đánh sang phía bên kia, chứ nó không nằm ở giữa. Thì đó là cái phản ứng tự nhiên của tham và sân. Tham bao nhiêu thì sân bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta nói đến một cái thuộc tính tiếp theo của tham phần, đó là kiến chấp. Cái kiến chấp hay là chấp kiến, nói theo
văn Hán hay là văn Nôm á, thì chúng ta nói là kiến chấp hay chấp kiến. Đó là sự bám víu vào cái nhìn sai lầm. Ở đây chúng tôi lưu ý rằng nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng tà kiến có nghĩa là hiểu sai. Đúng, tà kiến là hiểu sai. Nhưng mà đích thí kiến chấp ở đây tức là chắc bám víu vào cái nhìn sai. Cái này chúng ta nên phân biệt. Ví dụ như bây giờ một người gặp anh A, anh A nói một vài lời khôn ngoan đầy sức thuyết phục, thì người ta tin rằng anh A là người rất là tốt. Nhưng mà tới khi gặp người khác, người ta nói rằng anh đã nói như vậy chứ thật sự anh đã không tốt như bạn nghĩ đâu. Và họ đưa ra nhiều bằng chứng. Nhưng mà vì mình đã được thuyết phục bởi Na, do đó mình gạt qua tất cả những lý lẽ và mình phải chứng minh cho bạn được là Na tốt. Cái đó bắt đầu nó đi vào kiến chấp. Đi vào kiến chấp. Và cái kiến chấp ở đây phải hiểu là sự cố tình để hiểu theo cái nhận thức riêng của mình. Sự bám víu vào quan kiếm riêng của mình. Và bất kể là cái chuyện đó là nó sai, bất kể chuyện đó nó quấy, bất kể chuyện đó nó không hợp lý, vẫn bám víu. Cái đó chúng ta gọi là kiến chấp. Vì điểm này đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Cái chuyện mà trong gà khóa cuốc, thấy con rắn mà tưởng sợi dây, hay thấy sợi dây tưởng con rắn vân vân, nó chưa đủ để gọi là kiến chấp. Nhưng mà cái sự việc nó sai, và nếu đem ra để phân tích, chia sẻ và thấy nó sai rõ ràng, nhưng mà vẫn nhất định là nó như vậy, thì cái đó gọi là kiến chấp. Chúng tôi nói theo cái ngôn ngữ tiếng Việt là chấp thủ, bám víu vào cái quan niệm là sai lầm lạc, đó gọi là kiến chấp. Quý vị nhớ là dĩ nhiên là khi mà mình bám víu như vậy thì nó là cái nhìn sai, nhưng mà khoan hiểu là mới hiểu không đúng, mới biết không đúng đó là tà kiến, không phải vậy. Biết không đúng thì hay hiểu sai là chuyện bình thường. Ví dụ như là bây giờ có nhiều người dị ứng với computer, thì nghe ai nói về computer nói cái đó tôi không học đâu, cái đó rất là nguy hiểm, cái đó rất là khó, cái đó thế này thế kia, thì chúng ta gọi là bị dị ứng, hay là có một cái thành kiến đối với computer, chuyện đó chưa hẳn là tà kiến. Nhưng mà có người nào đó chỉ cho mình thấy rằng ông nọ bà kia không có giỏi về computer, không giỏi về máy móc, nhưng mà vẫn sai được, mà chúng ta gạt ra một bên, nói cái chuyện đó là sao tôi không biết, chứ tôi là không có được rồi, thì bắt đầu nó đã rơi vào sự kiến chấp thôi. Dạ, kiến chấp. Mình có thành kiến về việc đó, người ta cố ý tôi giải thích chuyện đó mà vẫn chấp thủ đó. Đó gọi là cố tình không chịu hiểu. Cái chữ không chịu hiểu, cái cụm từ không chịu hiểu là cụm từ rất là gần với cái chuyện kiến chấp. Kiến chấp là không chịu hiểu. Thì cái không chịu hiểu này đó, nó có rất là nhiều chiều kích lắm. Giống như là cái thuộc tánh thứ nhất là thuộc tánh tham chấp đó, thì nó cũng có nhiều chiều kích, như là tham rồi ái dục, rồi dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay là bái hữu ái, phi hữu ái, thường vân vân. Thì cái kiến này, hiểu sai này đó, nó có nhiều chiều kích. Nhưng mà ba cái chiều kích mà tương đối là nặng nhất, đó là thường kiến, đoạn kiến. Nhưng mà trong cái thường kiến đó, nó lại có một cái mà rất là nặng nề, đó là ngã kiến, tức là chấp ngã.
Ở đây thì chúng tôi không muốn đi quá sâu vào điểm này, tại vì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình bàn quá sâu về điểm này đó thì các vị sẽ vượt khỏi cái nhìn về vĩ mô, cái nhìn ly chi ở trong một sát đa tâm bất thiện, mà chúng tôi chỉ đơn giản là kiến chấp, đó là bám víu vào cái nhìn sai lạc, gọi là kiến chấp. Và cái thứ ba ở trong nhóm thuộc tính tham phần đó là thường dịch là ngã mạn, nhưng mà chúng tôi không muốn dịch là ngã mạn mà mình nên dùng cái chữ gọi là mạn chấp. Tại sao chúng tôi nói không nên dùng cái chữ ngã mạn? Chữ ngã mạn ở đây đó người ta có thể hiểu là chấp ngã, và theo trong Phật học á thì chấp ngã thuộc về tà kiến. Chữ mạn ở đây đó không phải là chấp thủ về bản ngã. Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao. Chữ mạn ở đây là có tính cách phân biệt so sánh giữa ta với người, nhân ngã bi thử. Mình biết rằng mình là năm quẩn, người ta cũng năm quẩn. Năm quẩn của mình cũng vô thường khổ vô ngã, năm quẩn khác cũng vô thường khổ ngã vô ngã. Nhưng mà năm quẩn này tốt hơn năm quẩn kia. Năm quẩn này tốt hơn năm kia. Ở trong tiếng Anh có một danh từ mà nó rất là đúng để diễn tả cái mạng là take it too personal, take it personal, too personal. Ở đây có nghĩa là cái quan niệm về nhân ngã bi thử nặng quá. Thí dụ như là chúng tôi ngồi nói chuyện với thượng tọa Tuệ Siêu, khi mà chúng tôi nói chuyện thượng tọa Tuệ Siêu và Phật pháp á, thượng tọa Tuệ Siêu đưa quan điểm này, chúng tôi đưa quan điểm kia, có sự sai biệt đó. Là cái chuyện đó không có gì. Nhưng mà nếu chúng tôi bằng thượng tọa Tuệ Siêu mà chúng tôi đặt vấn đề hơn thua đó, thì đó là mạng, đó là bạn. Mặc dù hơn thua chỉ là quan điểm thôi, nhưng mà nó là mạng. Bởi vì người ta có câu nói như vậy là ở trong một cuộc đàm luận của người trí thì người ta chỉ nói đến cái gì đúng, cái gì sai, chứ người ta không đặt vấn đề là ai đúng, ai sai. Cái ai đúng, ai sai đó nó có nghĩa là người dở hơn người kia, người kia dở hơn người nọ, thì cái chuyện đó nó rất là sai. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng tôi rất là thương, rất là kính là Tự Siêu, nhưng mà không có nghĩa là cái gì chúng ta Tự Siêu nói cũng là chúng tôi cũng đồng ý hết. Chúng tôi có những sự khác biệt, nhưng mà khi chúng tôi nói lên sự khác biệt, sư đệ nghĩ như vậy, sư đệ nghĩ thế kia, thì không có nghĩa là chúng tôi coi thường sự tập Tự Siêu. Chúng ta nên phân biệt rõ cái chuyện nó khác nhau. Thì cái chuyện mà gọi là mạn chấp ở đây đó là đó là một cái đặt nặng về vấn đề cái tôi, cái ta. Và cái tôi, cái ta này được hiểu theo cái quan điểm gọi là individualism hay là individualistic, là chủ nghĩa cá nhân, là sùng bái cá nhân. Cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân này đó nó khác với ngã chấp. Nó khác với ngã chấp. Ngã chấp thuộc về tà kiến. Và trong Thắng Pháp á, rất là thú vị là tâm nào mà có mạn chấp thì tâm đó không có kiến chấp. Tâm nào có kiến chấp thì tâm đó không có mạn chấp. Một người có cái kiến chấp thì nó rất khác biệt với một người đề cao cái ta của mình. Chúng tôi lấy một ví dụ. Bây giờ có một người họ tin rằng là trái đất là trung tâm của vũ trụ.
thượng đế tạo trái đất, mọi thứ đều xoay quanh, mọi thứ trong vũ trụ này đều xoay quanh trái đất, và trái đất xoay quanh con người, và con người tôi là quan trọng nè, thì xoay quanh trái tôi. Thì khi họ quan niệm rằng con người, khi xin lỗi, họ quan niệm rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, thì cái đó nó thuộc về kiến chấp. Dạ, cái đó nó hoàn toàn bị kiến chấp. Cái kiến chấp đó đó, nó không đi với cái so sánh giữa mình và người, mà nó đơn giản là một thành kiến, một định kiến, một hiểu sai, và không chịu sửa cái hiểu sai đó. Thật ra kiến chấp có thể là mình hiểu sai về Đức Phật, có thể hiểu sai về vũ trụ, có thể hiểu sai về thời gian. Như lấy ví dụ như là có những con người mà họ luôn luôn tin rằng quá lúc nào cũng đẹp, hay là tương lai lúc nào cũng đẹp, thì cái tin đó nó không liên quan đến cái tôi, cái ta cũng. Ví dụ chúng ta nói về những thời kỳ hoàng kim của lịch sử, thời xưa nó đẹp lắm, thời xưa đất nước Việt Nam nó thanh bình, yên ả, nó đẹp, vân vân. Thì có thể chúng ta nhìn sai, nhưng mà cái đó không gọi là bản chất. Bản chất là ví dụ như vậy là mình đến nhiều một buổi tiệc, mình quan niệm rằng mình phải đi chiếc xe thật là đắt tiền, mặc bộ quần áo hợp thời trang để làm gì? Để thấy rằng mình hơn những người khác. Cái người mà có mạng chấp á, họ khó hòa nhập vào người khác. Người nặng về mạng chấp á, là họ luôn luôn muốn biểu tỏ rằng họ hơn người khác. Nhưng mà ở trong Thắng Pháp Đại Điền lại nói một chuyện là ngay cả cái cảm giác mình bằng người khác, hay là ngay cả cái cảm giác mình kém cạnh hơn người khác, thì đó đều là mạng chấp. Tại vì sao? Ở trong đó nó dùng, nó gọi là sự so đo. Dạ, sự so đo. Dù là hơn người, bằng người, hay là thua người. Người mà không có bản chấp á, người có bản chấp á, thì không cần phải so sánh. Không phải so sánh sẽ hơn thua. Mà có cái quan niệm so sánh sẽ hơn thua là có vấn đề. Ví dụ như là bây giờ mình ra ngoài đường, mình thấy một người lái một chiếc xe Mercedes, và người lái xe pick-up. Tự nhiên mình có cái quan niệm rằng người này lái xe Mercedes khá hơn người kia. Ở Mỹ thì sẽ đắt. Ở Mỹ có những người tỷ phú họ vẫn thích lái xe pick-up. Chúng ta gọi là xe bán tải. Xe bán tải thường là xe phổ thông. Còn có những người họ không giàu, nhưng mà họ có dành tiền để mua xe Mercedes, tại vì họ sung sướng như vậy đó. Thì cái đánh giá mình ở bên ngoài rất là hời hợt. Thì cái mạng chấp nó chỉ là một ảo giác. Ảo giác là về là mình mặc một bộ quần áo hợp thời trang, mình cảm thấy mình hơn người khác. Nhưng mà kỳ thật thì cái hơn người khác không phải chỉ bộ quần áo thôi. Đúng là đúng hợp thời trang, nhưng mà không hẳn là mình hơn người khác. Rồi ở đây á, chúng ta nên hiểu mạng chấp là một cái thách thức so đo, thích nói lên cái này hơn cái kia. Ngày bởi cái bằng cái kia hoặc là thua cái kia. Ngày từ sự ngày có dùng một cái cách nói mà hồi nhỏ chúng tôi nghe rất là kỳ, nhưng mà sau này lớn lên nghĩ lại rất là thích. Đó là ngày nói rằng mạng nó có chính cách là hơn, ý hơn, hơn, ý bằng, hơn, ý thua. Và hơn, ý hơn, chúng ta mình nói rằng tôi không muốn nói chuyện người đó, tôi là chán kiểu người đó. Cái cách nói đó là cách nói mạng theo kiểu hơn, nghĩ hơn. Hay là nói cho cùng thì tôi và anh đó đâu khác nhau. Anh đã làm được, tôi cũng làm được. Cái đó là hơn, ý bằng. Mình hơn người khác, nhưng mà mình nghĩ bằng người khác. Hoặc là hơn, ý thua. Thôi kệ, mình chịu đi. Mình chịu thiệt thòi, tại vì mấy người đó họ thành phần vô học, nó không đáng cho mình phải dùng tới công phu của mình chịu hay khổ công để tranh đụng với họ. Nói một cách khác là
ngay cả mình ở trong vị thế hơn, nhưng mà mình biểu tỏ rằng mình hơn người khác, bằng người khác hay thua người khác, nó đều liên quan đến bản chất. Rồi bằng của mày, mình bằng người khác thì ngày đại diện nó là bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Rồi thua của mày, thua cũng có thua nghĩ là mình hơn người, thua nghĩ là mình bằng người, thua nghĩ mình thua người. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng họ giàu thì họ đi, họ ở nhà ta, tôi nghèo tôi ở nhà lá, cái chuyện đó có gì đâu, tôi đâu có chuyện gì đâu, tôi đâu có chuyện gì đâu mà buồn phiền gì hết. Nhưng mà khi mà đem so sánh giữa mình và người, cái so sánh đó nó cũng là mạng, mặc dù trong trường hợp là thua ý thua. Tôi nghèo thì tôi ở nhà lá, mà mình nói một cách rất là tự hào tự phụ gì đó. Ở đây thì chúng ta phải phải sống và phải nghiệm rất là nhiều để mình hiểu được về cái hình thức của mạng dấp. Ở đây nó rất là tế gì, rất là tế với tà kiến. Mạng dấp chỉ là một cái sự so sánh mang tới cách nhân ngã bỉ thử. Sự so sánh nó rất là vô nghĩa, nó không có diện so sánh hết. Chúng tôi có thường nói một thí dụ là mình đi xe, mình chạy xe thì ở trên đường mà chạy xe nó có cái gọi là ưu tiên và không ưu tiên. Có những con đường khác ưu tiên và có những con đường mà mình ưu tiên. Mình ưu tiên thì người khác nhường cho mình, mà người khác ưu tiên thì mình nhường cho người khác. Còn nếu cả hai bên đều phải ngừng lại hết thì không ai ưu tiên hết, ai đến trước thì qua trước. Và cái chỗ mà ưu tiên hay không ưu tiên á, nó không nói gì về người này hơn người kia, hay là người kia kém hơn người này, không có. Tại lúc đó mình đi trên con đường đó là mình phải nhường. Tại lúc đó mình đi trên con đường đó mình được quyền chạy, người khác phải nhường. Và nếu chúng ta lấy việc đó làm hiu hiu tự đắc, ví dụ mình ở con đường ưu tiên mình chạy, mình thấy người khác phải nhường cho mình mà mình tự hào, thì thật cái đó rất là lố bịch. Cái đó là mạng chấp. Tại vì sao vậy? Cái chuyện ưu tiên không ưu tiên đường, nó chỉ là cách nó ở trên con đường đó thì mình được ưu tiên, nhưng mà nó không nói lên cái gì là về là mình hay hơn người khác. Và nó cũng không có gì để mình tự hào hơn người khác hết. Nó đơn giản là lúc đó mình ở đó thì mình ưu tiên vậy thôi. Thật ra chúng ta nên hiểu cái mạng chấp là một sự phân biệt về nhân ngã bỉ thử. Và trong sự phân biệt đó, nó có một cái chữ chấp thủ, và cái chấp thủ đó là sai. Thưa quý vị, ở trong bài học chúng tôi có nói là ba cái chấp kiến này, ba cái thủ chấp thủ này là tham chấp hay là ái chấp, tham chấp, kiến chấp và mạng chấp, không thể đơn thuần hiểu cái ảnh hưởng nhỏ ở trong phạm vi vĩ mô không, mà còn rất là rộng lớn. Ai mà đi vào thế giới Phật học thì thấy rằng như ái chấp đó, đúng là trùng trùng, thưa vị, được nói đến rất nhiều chữ. Ở trong kinh thí dụ chúng ta nói là lô phá, tanh ha, chúng ta nói là ra cá, và nhiều chữ nữa, ca má, và nói về ái, nói về tham, nói về dục, nói về sự bám víu, vân vân. Và ở trong giáo lý duyên hệ cũng như duyên sinh, giáo lý duyên khởi, đó là một mắt xích mà không thể hiểu đơn giản được, và nó bao trùm rộng lớn. Thì để hiểu về tham chấp, kiến chấp và mạng chấp đó, thì cái hiểu nó phải kết hợp cả kinh tạng và thắng pháp tạng, cả cách nói đạt loại và cách nói vĩ mô. Và đây là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Bây giờ thì có một cái điều khác khi mà chúng ta đề cập đến cái nhóm tham phần này đó. Thì thưa quý vị, vị nào mà học thiền đó, thì thường được nghe và thường được nhắc nhở về cái liên quan đến tham phần này. Rất đơn giản là bởi vì mỗi chúng ta khi mà tu tập mà có tiến bộ, có thành tựu,
gọi là có sở đắc sở chứng dù là nhỏ, thì chúng ta hay rơi vào ở trong cái tham phần này. Và do vậy Đức Phật này nhắc rất là nhiều lần, như chúng ta đọc ở trong kinh Giáo Giới Râu La hay trong nhiều đoạn khác đó. Như là kỳ rồi chúng ta đọc kinh Bát Thành, kinh Thành Attha Nagarika Sutta, thì Tu Vi Ananda cũng có đề cập đến, đó là sinh trong cuộc đời này thường rơi vào cái chấp thủ là đây là của ta, đây là ta, và đây là tự ngã của ta. Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hãy quan sát rằng đây không phải là của ta, đây không phải là ta, đây không phải tự ngã của ta. Ở trong sớ giải thì nói rất là rõ, đây là của ta đó, nó thuộc về tham chấp. Đây là ta, nó thuộc về mạn chấp. Và đây là tự ngã của ta, thì cái đó là kiến chấp. Và ba câu đó là ba câu lớn. Và khi chúng ta học về thuộc tính tham phần đó, thì chúng ta thấy rằng cả ba cái thuộc tính ở trong tham phần đều là chấp thủ. Và ba sự chấp thủ, đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta, nó luôn luôn, nó luôn luôn là một cái sự dính mắc rất lớn của con người. Chúng tôi lấy ví dụ là nhiều khi mình thấy một cái cây hoa là đẹp, nhưng mà nó không phải là nó đẹp đơn thuần. Cái đẹp đó nằm ở trong công viên, ở nhà hàng xóm, ở nhà mình mà. Cái hoa đẹp đó nó giống nhau đâu. Cái hoa đẹp ở nhà hàng xóm thì mình nhìn thấy nó biết là đẹp, nhưng mà mình không có nặng lòng với nó khi nó trồng như mình trồng hay trồng vùng đất của mình. Khi mình trồng mà mình thấy nó rất là đẹp. Bởi vì có nhiều người chú ý bị nấu một món ăn mà cái món ăn của mình nấu chưa chắc ngon ở nhà hàng, nhưng mà do mình nấu tại là của mình thì mình thấy rằng đó nó đặc biệt hơn ở nhà hàng. Và cái đó nó thuộc về tham chấp. Cái gọi là ta nó thuộc về mạn chấp. Và đây là ta, tức là có một sự so đo giữa mình và người khác. Và đây là tự ngã của ta, là người này thấy được là nó thỏa mãn hay nó liên đới với một cái bản ngã thường hằng, thì cái thuộc về kiến chấp, là cái nhìn về tà kiến mà chúng ta sẽ nói sau này ở trong những cái bài kinh khác. Thưa quý vị, riêng về nói đến ba cái thuộc tánh này thì chúng ta cũng nên hiểu là ví dụ như về tham chấp, mình nói như vậy nhưng mà về thương thức ở bên ngoài, cái chữ tham đôi khi hiểu nó rất là hẹp. Ví dụ như người ta cho mình một mà mình muốn xin thêm nữa, thì cái một muốn xin thêm nữa, cái đó gọi là tham. Thì cái muốn xin thêm nữa, thưa quý vị, nó đơn giản là ở ngoài đời người ta nói là ham muốn quá độ, hay là ham muốn tham lam quá, người đó tham quá. Người đó tham quá tức là ham muốn hơn là cái vừa phải. Cái chữ hành, chữ tham đó ở trong đây không phải như vậy. Ngay cả tham chấp cái vừa phải nó cũng là tham. Tham chấp cái đơn giản nó cũng là tham. Ví dụ như là mình nói rằng người ta cải lương quá, màu mè quá, thì cái người nhiều màu sắc thì cũng là sự chấp thủ. Mà cái người thích màu sự đơn giản nó cũng là sự chấp thủ, chứ không phải là mình nói thích chỉ người ta thích màu mè là chấp thủ, thì đơn giản không chấp thủ được. Thì cái chữ tham theo thường thức nó hơi khác với chữ tham trong Phật học. Ở tham Phật học hay là tham chấp nó chỉ cho sự bám víu vào bất cứ hình thức nào. Còn ở ngoài đời cái chữ tham đó nó hơi nặng, từ nó mới tham. Không phải của mình mà mình lấy, hay là người ta cho một mình muốn hai. Cũng giống như là mình nghe câu chuyện là có người họ đi mua cái quan tài, nhưng mà tính hơi tham á, cái gì cũng nài nỉ thêm hết. Thay vì đi mua quan tài thở nài thêm cái quách,
Dạ, nàng hiếu ách họ đem về thực hành việc đó. Mình trả giá, chúng tôi còn đó không, chắc là không chuyện vui chứ mà ai đi mua quan tài này trong cái quách. Nhưng mà thật sự thì có những người mua quan tài này trong cái quách tại vì lý do là cái gì cũng muốn thêm hết. Dạ. Và một cái khác mà chúng ta cẩn thận là mình nghĩ là tà kiến, nghĩa là hiểu sai. Hiểu sai không hẳn là tà kiến. Tà kiến ở đây á, chúng ta không nói về tà kiến là hiểu sai, mà chúng ta nói là kiến chấp, tức là bám víu vào cái nhìn sai lạc của mình. Mình nhìn sai mà mình không chịu sửa, mình cố tình hiểu sai, muốn hiểu sự việc theo cái ý sai của mình, cái đó gọi là kiến chấp. Như chúng tôi nói rằng mình thấy cái này mình lầm tưởng là cái kia, thì cái lầm tưởng nó chưa gọi là kiến chấp. Và khi nào đã được giải thích, đã được nói, đã trình bày nhưng mà không chịu thay đổi mà nhất định phải như vậy, và khăng khăng như vậy, cái đó gọi là kiến chấp. Và ở đây cái chữ chúng tôi rất là sợ hiểu lầm, mà chúng tôi muốn sửa là thành chữ mạng chấp thay vì ngã mạng á. Cái chữ ngã mạng nó thuộc về đôi khi người ta nói rằng ngã mạng là đề cao tự ngã. Dạ, đề cao tự ngã thì đề cao tự ngã nghĩa là mình nó liên quan đến ngã chấp, đến cái nhìn về bản ngã. Không phải không, ngã chấp thuộc về tà kiến, và tà kiến và mạng chấp hai cái khác nhau. Có tà kiến thì không có mạng chấp, có mạng chấp không có tà kiến. Do vậy ở đây chúng tôi không muốn dùng chữ ngã mà. Dạ. Nhưng mà dùng chữ mạng chấp ở ngoài đời người ta không hiểu rõ thì phải dùng chữ ngã mạng. Và có cái chữ gọi là kiêu mạng. Chữ kiêu mạng thì nó cũng gần gần á, nhưng mà chữ kiêu mạng á thì đôi khi người ta nghĩ là hơn ý hơn, hay là hơn ý bằng, hay là hơn ý thua, tại có chữ kiêu. Chữ kiêu cái chữ mà người ta sử dụng rất là đẹp, cái chính xác là ý. Ý là ô tôi dở vậy đó, ai chịu chịu thôi. Dạ, cái đó cái cách nói mà ai chịu chịu thôi, tôi dở vậy, tôi là như vậy đó, ai chịu chịu thôi, thì cái đó người ta sử dụng chữ ý. Là ví dụ như hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua, bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Chữ ý đó nó là mạng, dạ, nó là mạng. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ đến gọi là ngã mạng, tức là chỉ chấp ngã đó, thì chấp ngã nó là chuyện khác. Do đó phải cẩn thận trong cái cách dùng từ thức và cách dùng ở trong ở trong thuật ngữ Phật học. Bây giờ thì trong phần ngữ và nghĩa đó, thì thứ vì quý vị thấy rằng riêng về chữ kiến chấp á, ở đây dùng chữ đích thí thôi. Dạ, chứ không có để là mitcha đích thí. Dạ. Chữ đích thí thật ra nó là quan niệm. Nhưng mà chữ đích thí ở đây nên hiểu là chấp kiến hay là kiến chấp. Dạ. Đích thí để kiến chấp. Trong cái cách nói của Phật học. Dạ, Phật học thì chúng ta nói là đích thí sa cái tá, tức là tương ưng với kiến, có nghĩa là đi chung với tà kiến. Dạ, đi chung với tà kiến như là tâm tham, thọ hỷ, học tà, vô trợ. Thì chữ học tà đó là đi chung với kiến, nhưng mà thì sự dịch là học tà là học đi với tà kiến, cho chúng ta dễ nhớ. Và đây có những trường hợp chữ đích thí dịch là kiến, nó có giống như là chúng ta nói là chữ manusha là đàn ông, nhưng manusha cũng nghĩa là nhân loại. Dạ. Sattha Deva Manusha Năng là thiên nhân sư, là thầy của trời người. Mặc dù chữ manusha nó thuộc về nam tính, đôi khi là đàn ông. Và nó là Atta Purisa Dhammasa Rati, chữ Purisa, bốn đôi tám vị. Chữ tám vị ở đây dùng là nam tính, nhưng mà nó bao gồm cả các vị thánh nữ nữa. Các vị Tu Đạo Hoàng, Tu Đàm, A Na Hàm, A La Hán mà là bậc thánh cũng là Purisa ở trong đó. Thì đôi khi chúng phải cẩn thận trong cái ngôn ngữ Phật học. Trong ngôn ngữ Phật học ở đây chữ đích thí Chitasika chỉ cho chấp kiến. À, chấp kiến chứ không dùng chữ Mitcha đích thí. Và
trong phần cẩn thận đó, chúng tôi có nhắc là ba cái trạng thái, ba cái trạng thái tham chấp, kiến chấp và mạng chấp. Nhiều khi người ta lẫn lộn với nhau, lẫn lộn trong ngôn ngữ, lẫn lộn trong cách suy nghĩ. Ví dụ như ở đây chúng tôi có nêu lên chữ mà phải cẩn thận là chữ tự ái. Tự ái có nghĩa là mình muốn nói là mình quá yêu mình, quá thương mình. Ai mà xúc phạm đến mình, mình cảm thấy bị tổn thương. Là có nhiều khi mình hiểu tự ái là một cái ngã chấp, hay tự ái là một cái ngã mạn. Không phải. Tự ái theo Phật học, chữ ái đó tuy là có dùng chữ ái nhưng mà nó không thuộc về tham phân, nó thuộc về sân phân. Ví dụ như ai nói chuyện gì làm cho mình buồn, mình bực, gọi là nổi lên lòng tự ái. Tự ái tức là nổi lên tâm sân. Tâm sân bởi vì cái chuyện đó khó nghe, không lọc lỗ tai, không có thoải mái, không khó chịu. Chữ tự ái nhiều khi người ta hiểu đó là thuộc về tham, nhưng không, tự ái là một trạng thái sân, thuộc về sân phân. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta nói về ba cái thuộc tính của tham, là tham chấp, kiến chấp và mạng chấp. Mà thường thường các vị giảng sư, và nếu quý vị nghe thượng tọa từ siêu giảng, thì thượng tọa từ siêu vẫn dùng là tham, tà kiến, ngã mạng. Tham, tà kiến, ngã mạng là những chữ mà được xài từ khi ngày từ sự xài tới bây giờ, và chúng tôi vẫn để nguyên ở trong cái bảng phân chia thuộc tánh, bởi vì chúng tôi sợ để khác là quý vị nghe hơi lạ tai. Mà theo chúng tôi đó, thì nếu về lâu về dài thì nên đổi là tham chấp, kiến chấp và mạng chấp, hơn là tham, tà kiến, ngã mạng. Không biết là bây giờ thượng tọa pháp, chúng tôi không thấy thượng tọa pháp đang còn ở trong lớp học rồi. đã rời rung rời. Thì không sao, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông có mặt trước máy, xin thỉnh Sư Nguyên Thông nói cho vài lời để nghỉ một chút rồi sẽ trở lại. Dạ, xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con niệm Nguyên Thông, con chuẩn bị sư phụ nói vài lời về lần giảng dạy của Thế Tôn. Kính thưa sư phụ, cái Bi Diệu Pháp này là một cái môn học mà cái hạ thứ năm, hạ thứ bảy, thì Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để giảng dạy cho thân mẫu của Ngài, mà lúc đó là một thiên nam. Và khi mà Ngài giảng giải đó, rồi khi mà Ngài cần dùng cơm thì Ngài trở về với lại thế gian này để đi khất thực và dùng cơm. Và lúc đó thì Ngài giảng giải ra Vi Diệu Pháp cho Ngài Sariputta một cách tóm lược. Và nhờ vậy Ngài Sariputta mới giảng giải lại những đệ tử của Ngài. Và nhờ vậy Vi Diệu Pháp này đã có tồn tại ở trên thế gian này là do cái sự việc đó. Và cái điều quan trọng là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Parinibbana, thì 3 tháng sau thì có cái kỳ kiếp kết tập kinh điển, là vì có một vị tỳ kheo già cỡ tuổi Nguyên Thông vậy đó, không có hiểu Phật Pháp mà không có tôn kính Thế Tôn, và nói những lời xúc phạm Thế Tôn, nói những lời mà xúc phạm về bởi vì không kính nể Thế Tôn. Bởi vì lúc đó chư tăng đệ tử của Ngài Kassapa đang đi trên đường về, thì họ nghe Thế Tôn đã qua đời rồi, họ mới là sầu ủ rũ khóc than. Thì cái vị tỳ kheo đó nói là
cái lão đó chết đi thì chúng ta sung sướng hạnh phúc, là bởi vì khi mà lão còn sống thì lão bảo phải làm cái này, phải làm cái này, đừng làm cái kia, đừng làm cái thứ kia. Thì Ngài Ca Sa Bá thấy nghe như vậy thì thấy rất là không nên. Và Ngài đã sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã viên tịch 3 tháng thì Ngài triệu tập những vị trưởng lão mà A-la-hán để kết tập kinh điển những lời dạy của Thế Tôn, để mà giữ được cái mức độ lễ độ và những lời giảng dạy của Ngài. Thì lúc đó thì kết tập được 499 vị thánh A-la-hán có đầy đủ là tứ tuệ phương tách. Nhưng mà lúc đó mọi người đều muốn là phải có mặt Ngài A-nan. Thì lúc đó Ngài A-nan mới vừa được Tu Đà Hoàn mà thôi. Cho nên Ngài Kassapa nói là em phải cố gắng đắc A-la-hán được mới vào cái phòng hộp. Thì Ngài A-nan đã cố gắng quán sát qua cái bài pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, là bài Vipassana, quán thân thọ tâm pháp, để không phải để thấy rằng thân thọ tâm pháp của tất cả cái phần đó là không phải là mình, mà nó đều là vô thường, vô ngã và dơ bẩn. Nhưng mà qua 3 ngày thì Ngài đã không đắc được. Và lúc đó Ngài mới có cái tư tưởng là nằm xuống để nghỉ một chút. Mà khi mà Ngài nghiêng mình xuống, đầu chưa đụng gối, thì Ngài đã đắc A-la-hán. Thì khi mà Ngài đắc A-la-hán như vậy, Ngài mừng quá. Ngài mới chạy vào cái hang đó, Ngài gõ cửa. Ngài nói, thưa anh Kassapa ơi, em đã đắc A-la-hán rồi. Thì Ngài Kassapa thì mới ngoái cổ ra, nói giọng ra. Nói là em, nếu em đã đắc A-la-hán rồi thì đâu có cần anh mở cửa. Thì lúc đó Ngài A-nan mới là nghĩ rằng mình bây giờ, mới thấy rằng mình bây giờ là một người thần thông quảng đại. Bèn biến mình nhỏ qua cái lỗ khóa để mà chung vào. Và nhờ vậy thì cái tam tạng kinh điển lúc đó thì đã được kết tập lại lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Và theo cái nền văn hóa của Ấn Độ thì những cái điều gì mà cao quý thì chúng ta phải học thuộc lòng. Thì từ mỗi người đệ tử Phật và A-la-hán thì có đệ tử của họ như vậy. Và những cái bài giảng mà Ngài đã kết tập lại thì được chia cho những vị A-la-hán đó chịu trách nhiệm những bài kinh, và họ cùng nhau học thuộc lòng. Và cho nên cái kỳ mà tam tạng kết tập lại do Ngài Kassapa làm lần đầu tiên đó, và lần thứ nhì, lần thứ ba, thì đều được những chư tăng và đệ tử của Ngài học thuộc lòng chứ chưa viết ra. Cho đến khi là chư tăng từ ở Ấn Độ sang Sri Lanka thì những người đó mới là họp lại nhau, và do cái chỉ thị của ông vua ở Sri Lanka đó thì những người đó mới là kết tập kinh điển. Và kỳ kết tập kinh điển đó thì có cái điều rất là hay, là sau hơn năm từ kỳ kết tập kinh điển tuần thứ ba, và lần đó thì tất cả những chư tỳ kheo đều thuộc lòng và không thấy cái sai sót gì. Họ bèn đề nghị đó là kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư. Và vì lúc đó thì chư vị A-la-hán đó thấy rằng cái số người hay là cái khả năng của con người lúc đó để mà thuộc lòng kinh điển như vậy thì không còn nhiều nữa. Sự thật là Nguyên Thông kể các một cái bài Vô Ngã Tướng và Chuyển Pháp Luân thì đọc thì được, nhưng mà thuộc thì không thuộc nổi, bởi vì nó hơi dài.
có những bài kinh ngắn thì mình có thể thuộc được, nhưng mà bài kinh dài thì cũng Nguyên Thông không có khả năng thuộc. Và cái điều này không có nghĩa là Nguyên Thông không có cố gắng học, nhưng mà có lẽ là lớn tuổi, nhưng mà những bài kinh dài thì học không nổi. Chỉ có bài mà kinh tứ niệm xứ nó rất là dài, cho nên khó mà học nổi. Không hiểu là tại vì Nguyên Thông dở hay dốt, thì cái điều đó thì đúng rồi. Nhưng mà học thuộc lòng một bài kinh trong Tam Tạng Kinh Điển thì nó không phải dễ, mà đừng nói học tới là Tam Tạng Kinh Điển rồi Vi Diệu Pháp rồi vân vân. Thì cái của con người giờ này có thể nói là có lẽ bên Thái Lan hay là Miến Điện hay là Sri Lanka hay là ở Cao Miên, ở Lèo là những nước Phật giáo họ có thể học được, chứ còn cái người Việt Nam thì không có khả năng điều đó. Có lẽ sẽ dài kiếp sau hay là như thế nào nữa thì ráng cố gắng thì mới có thể học được một tạng hay hai tạng, chứ hiện tại bây giờ chỉ học là 5-3 bài kinh thôi, còn những bài kinh dài thì không có thể học được, rất là khó. Trừ phi những người nào mà như là sư phụ Tuệ Tri hay là sư phụ Giác Đẳng, hay là những người đó thì học có lẽ là nhiều năm hơn con ở trong giáo pháp, còn con mới vào đây trên dưới 10 năm chứ không có nhiều. Cho nên là học thuộc những bài kinh trong giáo pháp của Đức Phật thì con thấy là khó. Hiểu thì có thể nói là hiểu chút chút, nhưng mà học thuộc lòng những người như mà Tam Tạng Pháp Sư thì cái đó là ngoài cái giới hạn của kiếp này, con không có khả năng đó. Và vì vậy kính thưa chư phụ và đạo tràng, những người như chúng ta thường có mặt trong đạo tràng hàng ngày, là con thấy rằng đó là những người có cái tâm tin nơi Tam Bảo và cố gắng học tập theo những giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, để mà có thể tự mình sống trong trần gian này, thấy được một phần nào chân lý và hiểu được cái sự vướng mắc của chúng ta về tham sân si ở trong cái con người chúng ta, qua lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý duyên cho trần cảnh bên ngoài mà vướng mắc thì chúng ta sẽ đau khổ. Đức Phật đã giảng dạy rằng một khi mà chúng ta có một cái tâm, một cái hành động mà bất thiện pháp mà nó dính ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta chưa hóa giải được, chưa có xóa trong cái tâm của chúng ta, thì khi thân hoại mạng chung thì chúng ta sẽ sa vào địa ngục. Và một khi đã sa vào địa ngục thì rất khó khăn mà chui ra khỏi địa ngục đó. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng cái sự học tập hàng ngày của chúng ta ở trên này, cũng như sự học tập ở trong chùa hàng ngày tụng kinh rồi có thể nghe kinh, thì nếu mà chúng ta ôn luyện như vậy đó, thì trong cái tâm lý học thì nói là cái điều gì mà chúng ta làm hàng ngày thì nó sẽ trở thành thói quen. Mà cái thói quen đó chúng ta practice hàng ngày thì lần lần nó sẽ trở thành cái tánh, cái bản tánh của chúng ta. Và khi cái bản tánh của chúng ta ở với cái tâm của chúng ta đó, thì khi mà trong tâm của chúng ta khởi lên một cái pháp, mà cái pháp đó với những người mà có tu hành thì họ biết là đó là thiện pháp hay ác pháp. Mà nếu là thiện pháp thì chúng ta nên nói theo, và nếu là ác pháp thì chúng ta hãy cố gắng hóa giải nó. Bởi vì Đức Phật cái giảng dạy rằng khi mà thân hoại mạng chung mà trong tâm của chúng ta còn một ác bất thiện pháp nào thì chúng ta sẽ đi thẳng vào địa ngục. Bởi vì vậy cho nên những người Phật tử hay là những người con Phật mà biết rằng, mà nhớ rằng khi mà chúng ta còn có những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là còn có những cái vướng mắc nào của chúng ta, mà đó là những vướng mắc về tham sân si là ác bất thiện pháp, mà chúng ta chưa kịp hóa giải nó, thì chúng ta phải biết rằng chưa kịp có hóa giải những ác bất thiện pháp trong tâm của chúng ta
thì chúng ta sẽ đi vào địa ngục. Cho nên có một lần đó, Thế Tôn dẫn 500 vị tỳ kheo đi ngang qua một cái khu rừng, và Đức Phật nói này, này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh trong trần gian này khi thân hoại mạng chung sẽ chui vào địa ngục như nắm đất mà Như Lai vừa buông xuống. Và Ngài tiếp rằng chỉ trừ những vài cái hạt cát hay hạt bụi còn vướng trong kẻ tai của Như Lai, thì những người đó là những người có cái chiều dày tu hành đủ để mà họ có thể tái sanh trật lời ở trần gian này, hoặc là lên những cõi cung trời trong trong những chư phạm thiên hay phạm giới. Vì vậy, những người mà có cái lòng thành kính nơi Tam Bảo và có thường cúng dường Tam Bảo, Tây Tăng vân vân, thì những người đó có thể nói rằng trong có bài kinh là những bậc mà sanh vào thánh tộc không có tổn hại sanh linh, thì nguyện do chân ngôn này được tai qua nạn khỏi. Tức là những người mà tin tưởng là Phật giáo, trong tâm có Phật, trong tâm có Pháp, trong tâm có Tăng, thì những người đó khó mà có thể là đi vào địa ngục, là bởi vì những người đó là những người hiền thiện, trong tâm có nhiều có làm nhiều thiện sự. Vì vậy cho nên cái chân lý mà chư Phật ba đời đã để lại là chư ác mạt tác, tức là những điều ác thì đừng có làm, chúng thiện phụng hành, tất cả những điều thiện thì theo đó mà hành động. Và tự tịnh kỳ ý, tự mình phải thanh lọc cái tâm của chúng ta, và nhờ vậy thì chúng ta mới có thể sống an ổn ở trần gian này và làm những thiện sự. Dầu cái tấm thân của chúng ta là cái thân vô thường, nhưng mà dùng cái tấm thân vô thường này để làm những thiện sự thì đó là một thái độ của bậc trí. Người trí chỉ biết làm cái thiện sự và thanh lọc thân tâm của chúng ta, bởi vì con người của chúng ta là một cái chúng sanh, là cái kết tập của những tham sân si, của những kiếp trước, của từng vô. Và vì vậy cho nên chúng ta mới sanh về trần gian này. Tất cả những chúng sanh trong trần gian này thì đều là những người phạm nhân, mà phạm nhân tức là có nhiều tội ác, có nhiều tội lỗi. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta không có tội lỗi, không có tội ác, thì là đều là thánh rồi, tại sao? Cho nên phải công nhận rằng chúng ta, trong tâm của chúng ta còn nhiều vướng mắc. Vướng mắc về thân, vướng mắc về khẩu, vướng mắc về ý. Cái mà chê ta ná là cái tư tâm sở của chúng ta, mà dầu là chúng ta chưa có hành động, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái tâm khởi lên là muốn trả thù, muốn ác, muốn giết người này, thế này thế nọ, thì đó là đã mang nghiệp rồi. Cho nên Đức Phật nói là cái tư tâm sở của chúng ta chính là nghiệp, dù rằng chúng ta chưa có hành động. Vì vậy cho nên chúng ta phải thường xuyên nhìn lại trong tâm của mình, tiếng Anh gọi là introspection, tức là mình nhìn lại trong tâm của mình để thấy là cái tâm chúng ta sạch sẽ chưa, hay trong tâm của chúng ta còn có vướng mắc những điều gì mà nó trái phép, phạm pháp hay phạm giới. Thường thường thì tất cả chúng sanh ở trên trần gian này đa số là phạm pháp, phạm giới. Ngay cả cái giáo lý của Đức Phật trên thế gian này đâu có bao nhiêu người biết. Ở trong cái room mình biết có bao nhiêu room Phật giáo, mà trong những người Phật giáo chưa chắc là tất cả những người Phật giáo đều là hoàn toàn sạch sẽ. Đôi khi là mình phải tự biết mình. Người nào mà tự biết mình mà đã có thể là cố gắng mà hằng ngày để nhìn lại trong tâm của chúng ta và thấy rằng chúng ta có lỗi làm gì, thì chúng ta phải thành tâm sám hối. Bởi vì nếu mà không thành tâm sám hối thì chúng ta là một con người chưa được sạch sẽ, mà chưa được sạch sẽ là khi thân hoại mạng chung thì chúng ta khó mà thoát khỏi cái địa ngục này. Theo như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã nói tất cả chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung thì đa số thì đi vào địa ngục. Bởi vậy
công việc mà tu hành của chúng ta không phải là một câu chuyện dễ dàng, mà nó là một cái sự cố gắng của chúng ta để thấy rằng nếu mà chúng ta dễ vui thì là một cái điều không tốt cho chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên tinh tấn. Mà cái sự thường xuyên tinh tấn này mà chúng ta có thể có được thì không ngoài cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy là Samatha và Vipassana. Và Samatha là gì? Samatha là thiền chỉ hay là thiền định, là chúng ta ngồi lưng thẳng, chú ý cái tâm vào cái hơi thở của chúng ta. Thí dụ như mình nghĩ rằng cái tâm ta ở ngay cái chỗ lỗ mũi mình, rồi mình khi thở vào, mình theo cái hơi thở đi vào trong phổi, rồi thở ra thì nghĩ rằng cái chúng ta từ trong phổi đi ra. Thì khi mà chúng ta chú tâm như vậy thì cái đó nó gọi là cái concentration. Cái concentration là cái tập trung tư tưởng vào một cái điểm là cái hơi thở của chúng ta. Thì do cái tập trung tư tưởng như vậy làm nhiều lần, năm ba tháng hay là một năm, thì nó trở thành thói quen. Mà thói đó một ngày phải ít nhất là 2 lần hay là 3 lần. Sư phụ Giác Đẳng có giảng dạy với Nguyên Thông rằng nếu một ngày mà chúng ta ngồi thiền dưới 7 tiếng thì không có kết quả lắm. Một ngày phải ngồi thiền ít nhất là 7 tiếng trở lên. Thì Nguyên Thông có khả năng chừng 1 tiếng, 2 tiếng mà thôi, chứ sự thật là 7 tiếng thì không có thời giờ, hay là cũng già rồi cho nên yếu. Cho nên nếu mà chúng ta sớm mơi, thức dậy sớm, rồi ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi chiều cũng ngồi thiền tụng kinh, thì có thể gần được là 7 tiếng. Mà nếu mà không đủ thì buổi trưa thì chúng ta làm ngồi thiền thêm nữa. Bởi vì những điều đó là những điều mà chúng ta bắt buộc phải làm. Sao? Nếu không thì chúng ta sa vào địa ngục sau khi thân hoại mạng chung hay sao? Vì vậy cho nên chuyện tu hành là chuyện của những người tu sĩ cũng như Phật tử. Mà nếu chúng ta lơi là thì chúng ta khó mà thoát khỏi những cái điều, cái ma chướng đó. Nhưng mà phải nói rằng, kính thưa chư vị, chúng ta có mặt trong room này, ngày nào Nguyên Thông vào cũng thấy Thanh Trĩ, Diệu Giác, Kim Anh, Lăng và Nguyệt, Lữ Khách, Phan Quang Liêm, vân vân. Thì những người mà hành trình thường xuyên như vậy thì đã có một cái chiều dày tu hành đáng kể. Và nhờ vậy thì con tin tưởng rằng những người có mặt trong room này hay là những người có mặt trong những room Phật Pháp khác mà đều đặn thì có thể có cái khả năng, có cái chiều dày tu tập đáng kể. Và nhờ vậy trong kiếp này, nếu mà chưa chứng đắc được những sơ nhị tam tứ thiền, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ và phi tưởng phi vị tưởng xứ, thì kiếp sau hay và kiếp sau nữa có thể chứng đắc những sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là sơ quả, nhị quả, tam tứ quả. Còn nếu không nữa thì do cái chiều dày tu hành của chúng ta này, mà khi mà Đức Phật thứ năm là ngài Maitreya xuất hiện trên trần gian này, theo Nguyên Thông nghĩ là phải từ 10 tỷ năm đến 20 tỷ năm nữa thì ngài mới xuất hiện. Là bởi vì trên trần gian này Phật là một cái điều mà khi ngài đã xuất hiện trên trần gian này mà chúng ta đã sống cùng thời với Đức Phật là một cái may mắn vô cùng. Tuy nhiên hiện tại bây giờ giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn đầy đủ, Bát Chánh Đạo vẫn còn đó. Có câu nói rằng trong hư không chúng ta không thấy cái dấu chân chim. Do nên ngoài Bát Thánh Đạo này thì không có tứ quả sa môn, nhưng mà Bát Thánh Đạo vẫn còn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vẫn còn đó. Và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Vipassana vẫn còn đó. Thì khi mà chúng ta thấy rằng mặc dầu chúng ta không tận mình gặp mặt Thế Tôn, nhưng mà giáo pháp của ngài còn ở đây đầy đủ. Và chúng ta may mắn thay là toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn đã được dịch ra tiếng Việt. Chúng ta rất là may mắn. Cách đây vào khoảng chừng 50, 70 năm hay 100 năm thì chưa chắc có, nhưng mà giờ đây thì có Tam Tạng Kinh Điển thì con
đã biết là đã được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt Nam rồi. Và nhờ vậy mà chúng ta còn đầy đủ. Bởi vì vậy cho nên kính thưa chư vị, là Phật tử hay là người tu sĩ, chúng ta nên siêng năng tu hành. Phải biết rằng nếu mà chúng ta giải đãi, hay cái sự mà giải đãi hay là dễ vui đó, là chúng ta sẽ quên đi những lời dạy của Đức Phật Thế Tôn. Và bởi vì chúng ta chưa có chứng thánh quả, thì chưa chứng thánh quả thì dễ dàng mà phạm pháp hay phạm giới. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn, sống với giáo pháp tức là những cái hành động của ta, sở hành của chúng ta là thân hành, khẩu hành và ý hành, thì Đức Phật giảng dạy là phải từ những cái tâm vô tham, vô sân, vô si, là tam giải thoát môn đó, thì như vậy thì chúng ta mới tránh khỏi bị phạm giới. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm giới, bởi vì con người của chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi hửi lưỡi nếm. Mà khi mà xúc chạm như vậy đó, mà chúng ta cảm giác thấy rằng khả hí, khả ý, khả lạc, khả hỷ, thì chúng ta có thể sa ngã. Bởi vì làm người, trai gái đẹp thì sa ngã, và đẹp thấy gái thấy trai xinh cũng thể có thể sa ngã. Bởi vì sao? Chúng ta là con người. Bởi vì vậy cho nên nhờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như là cái áo giáp để chúng ta mặc. Và khi mà chúng ta mặc thì chúng ta phải học và hiểu, và phải luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác. Tại sao phải cần chánh niệm tỉnh giác? Bởi vì nếu mà khi mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì đời sống của chúng ta hằng ngày giao duyên với lại trần cảnh bên ngoài, thì tránh sao khỏi phải có sự vướng mắc về tham sân si của con người phàm nhân như chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta là phàm nhân thì chúng ta cần phải tu hành. Là cái tu hành của chúng ta là phải tựa nên vào cái giáo pháp, những lời giảng dạy của Ngài và những giáo luật của Ngài đã giảng dạy cho chúng ta, thì chúng ta phải thường tâm nhớ nghĩ, nghĩ tưởng đến, nhớ nghĩ đến nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thì chúng ta mới có thể lưu giữ được giáo pháp của Ngài trong tâm của chúng ta, trong thân thể, trong máu huyết của chúng ta. Và đó là những điều mà Nguyên Thông nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện những điều đó cho lợi ích của chúng ta ở kiếp này và mãi mãi về sau. Trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái tiếng Pali là một ngữ, là cái ngôn ngữ dùng để chép kinh. Mà may mắn thay chúng ta, nếu mà chúng ta học được Pali trong kiếp này thì kiếp sau cái khả năng nhớ nghĩ của Pali của chúng ta sẽ không mất, bởi vì nó có cái vi diệu của đó. Nguyên Thông có nghe nói là một vài người Miên mà ở Vĩnh Long ở đâu đó, mà khi mà ông ta sanh lại trong trần gian này, ông tự nhiên là ông thuộc kinh mà không có học kinh mà đã thuộc kinh, là vì cái tiếng Pali mà ông ta đã học những kiếp trước mà kiếp này vẫn còn được, cho nên là có cái sự việc như vậy. Vì nghe thấy như vậy cho nên Nguyên Thông có cái sự tin tưởng tuyệt đối là nếu mà chúng ta học được tiếng Pali thì học tới đâu thì biết đến đó, nhưng mà càng học thì càng tốt, và khi mà đã học rồi thì không có mất. Vì vậy cho nên trên thế gian này chúng ta có thấy rằng những người mà thông minh hay là thần đồng từ nhỏ là tại vì họ đã có cái thời gian học tập từ nhỏ trước rồi, cho nên kiếp này họ có thể nhớ lại. Dạ kính thưa sư phụ, con thấy sư phụ đang giơ tay, sao con xin được trao mai lịch cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Kính thưa sư Nguyên Thông, quý vị, mỗi lần một quý vị nghe sư Nguyên Thông hay là sư giảng sư khác mà cố gắng nói dài một chút rồi, bởi vì chúng ta đang thiếu các vị giảng sư. Như quý vị thấy, mùa này là mùa tăng y cách thi đó.
trong truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, thì từ trong tháng 9 cho đến tháng 10 trong một tháng là tổ chức lễ tăng y nên nhiều chùa mời thỉnh và chư vị giảng sư thì cũng phải đi dự lễ, mình làm giảng sư phải đi dự lễ trước pháp rất vất vả. Chúng tôi nãy giờ thì có nhận được một số những lời nhắn của quý Phật tử và quý vị hỏi về một vài chữ, là ví dụ như người nói là tà kiến, tại sao tà kiến không nằm trong tâm si, tà kiến không nằm trong sân, tại vì các vị quan niệm rằng tà kiến có khi tà kiến lại là một người rất là ác, và cho họ rất là ác, họ ác với tà kiến thì họ giết người, thì sao không tính là tà kiến hữu sân, hay tà kiến là sự u mê, tại sao không tính là si? Thật ra thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại với một cái lý lẽ rất là đơn giản của ba cái thuộc tánh tham phần này, đó là cái sự bám víu. Bám víu là cái ngôn ngữ của chúng ta nói ở bên ngoài, và nói theo thuộc Phật pháp là chấp thủ. Và chấp thủ hay là bám víu hay là vướng mắc, đó là một cái hình thức của tham phần, của tham phần. Bây giờ bởi vì còn 15 phút nữa, thì tạm kể ra ba câu chuyện. Ở trong ba câu chuyện này, chúng tôi hy vọng rằng sẽ hiểu tại sao tham chấp, kiến chấp và mạng nó thuộc về sự bám víu. Và khi hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy không có vấn đề gì hết. Câu đầu chuyện đầu tiên là lấy từ trong Chatika. Ở đây là câu chuyện mình chúng tôi đã kể hàng lần cho quý vị Phật tử nghe rồi. Hôm nay chúng tôi nhắc lại là trường hợp của một thanh niên. Thanh niên này hồi nhỏ là mồ côi, và đến những mồ côi mà không có thân bằng quyến thuộc tự mưu sinh từ nhỏ, thì thưa quý vị, từ nhỏ tới lớn thì mưu sinh trong nhiều, có lúc đi ăn xin, rồi có lúc lớn lên rồi dùng cái sức lực của tay chân để đổi lấy đồng tiền. Thì thanh niên này có làm được một cái, tìm được một công việc là gánh nước cho một gia đình bị bá hộ, là bởi vì nước ở trong làng nó nhiều người xài ra nước đục, và ở xa làng thì có một cái giếng nước, nước rất là trong, và trong nhà thì rất là thích uống nước và nấu nướng bằng cái nước đó. Nên chị đã thuê cái anh thanh niên này mỗi ngày đi gánh hai cái thùng nước từ ở chỗ cái giếng nước xa đó đem về để ăn uống trong nhà, và mỗi ngày như vậy trả cho anh một đồng bạc. Và khi đã trả cho anh đồng bạc thì mấy số tiền này thì anh chỉ đủ ăn cơm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và để dành một ít tiền để cho lúc cần, nhất là may quần áo hàng năm về. Đời sống rất là đơn giản. Thì có một buổi trưa, thanh niên này đang gánh nước giữa trưa nắng thì có một vị quan đi ngang, và vị quan thượng thư đó thì thấy có người gánh nước và thấy cái nước nước rất là trong, thì vị quan nó mới gọi anh, nó nói rằng bây giờ anh hãy bán cho ta cái nước này đi, ta sẽ trả một số tiền lớn, tại vì ta đang cần uống và cần rửa mặt tóc. Thì anh thanh niên rất là lễ phép nói rằng: tâu thượng quan, con rất muốn bán, nhưng mà bởi vì đây là cái công việc hàng ngày con làm, là con làm thuê cho một nhà ông bá hộ trong làng đó, và mỗi ngày con phải ra tận ngoài này đi về để có nước cho trong nhà nấu và uống. Nếu con đi về trễ ra con sẽ bị la và thì bị mất việc, nên con biết thượng quan rất cần, nhưng mà rất tiếc là không thể trao cái nước này, bán cái nước này cho thượng quan được. Thì vì thượng quan suy nghĩ thì thượng quan mới hỏi rằng từ đây đến giếng nước bao xa, rồi từ giếng nước về nhà bao xa. Thì vì thượng quan nó mới nói với anh thanh niên là như vậy, nói bây giờ ta có một đề nghị như vậy, là mỗi ngày con bán cái nước này chỉ được một đồng bạc thôi,
Nhưng mà nếu hôm nay con đưa ta cái cánh nước này để uống và để tắm, thì ta trả cho con một đồng vàng. Và mấy đồng vàng đó con nhanh nhẩu chạy ra giếng nước chạy về đó, thì chắc chắn về tới nhà sẽ bị trễ. Nhưng mà ta tin rằng con chỉ bị la, bị rầy, nhưng mà người ta không có đuổi việc con đâu, bởi vì con đã làm nhiều năm rồi. Và người ta làm việc nhiều năm cũng phải có lý do đôi khi ta trễ chứ. Nhưng mà sau khi mà con bị la, bị rầy xong đó, thì con sẽ có được dư một đồng vàng. Thì thưa quý vị, anh thanh niên đó, đối với anh là đồng vàng là một ước mơ, là một tài sản rất lớn. Và mới cái lời chỉ dẫn của vị thượng quan đó, thì anh này anh trao gánh nước vị thượng quan uống nhanh, tắm nhanh, và anh lấy cái gánh nước chạy ra ngoài chỗ giếng, giếng xa đó, mang về một cái nước trong bác hộ. Và tất cả mọi chuyện xảy ra thì đúng như lời vị thượng quan, là ở trong nhà chờ anh về để nấu và để uống, bởi vì hết nước rồi, nước không qua thì hết rồi. Và gặp anh thì sỉ vả đủ điều, nặng lời đủ điều. Nhưng mà rồi họ vẫn lấy gánh nước, và họ vẫn cho anh một đồng tiền, trả lương như một đồng tiền. Và đồng thời họ dặn rằng từ đây về sau không có được để cho mọi người trong nhà chờ đợi nấu cơm trễ như vậy, vân vân. Và anh bị chửi mắng, bị la rầy, nhưng mà anh vẫn rất là vui vẻ. Và rồi anh đã mang đồng vàng đó về. Và thưa quý vị, ngày hôm sau đó, thì anh mới nghĩ rằng phải tìm một chỗ cất, tại vì đây là một tài sản quan trọng mà mình có được trong cuộc đời. Giống như mình có tiền phải để vào băng hay để trong sếp vậy. Và trong cái đầu óc rất là đơn giản của anh, anh nghĩ rằng cái chỗ an toàn nhất là tại chỗ rất xa và rất kín. Và do vậy anh từ phía bên phía tây anh chạy qua phía đông, và khi anh sang phía bên đông của thành đó, thì anh tìm một cái bờ thành và anh đếm từ ở dưới lên bao nhiêu viên gạch, ở ngoài có bao nhiêu viên gạch. Và anh lấy cái viên gạch đó ra, rồi anh bỏ đồng vàng của anh, đẩy gạch đó lại, và anh dùng ánh đèn chét cái gì đó để cho nó giống như là có rêu phong đóng lại và không ai để ý cái viên gạch đó. Và anh nghĩ rằng như vậy là an ổn, như vậy là mình có được một tài sản để dành. Thứ vì công chuyện kể rằng không lâu sau đó thì anh lại gặp một cô gái gánh nước, tuổi tác cũng bằng anh, cảnh ngộ giống như anh, và hai người yêu nhau, kết thành vợ chồng. Một cuộc kết hợp rất là giản dị của hai con người rất là nghèo. Thì trước kia chồng làm thì đủ chồng ăn, vợ làm đủ vợ ăn, bây giờ cũng vậy. Hai vợ chồng làm thì đủ hai người ăn thôi, chứ không có dư giả gì. Có một ngày thì người vợ đi gánh nước về buổi tối thì khuôn mặt hơi đăm chiêu, hơi buồn. Và anh thanh niên thì nhận ra người vợ không được vui. Hỏi tại sao không được vui thì người vợ nói rằng hồi chiều đi gánh nước, nghe ta nói rằng làng cái bên ngày mai có cái chợ đêm. Rồi phải chứ mình có tiền đi chợ đêm thì hạnh phúc. Thì thưa quý vị, người chồng đó nghe nói như vậy thì cảm thấy rất là xúc động. Mình là đàn ông mà cưới vợ về và mình làm đủ, mình ăn, vợ làm đủ, vợ ăn, chưa bao giờ lo cái gì cho vợ, chưa bao giờ mua được món món quà cho vợ, chưa bao giờ dẫn vợ đi chơi, bởi vì quá nghèo. Và nói về cái nghèo thì ở Mỹ thì có lẽ khó tưởng tượng lắm, nhưng mà ở bên các xứ nghèo thì đúng chỗ đó là nghèo, nghèo rất mồng tươi, tức là cái áo tươi rất mồng tươi, cái mà nơi cũng cũng rất là, nghĩa là không có dư. Thì thưa quý vị, nửa đêm thì anh lai tỉnh người vợ vậy, anh nói rằng thôi được em, ngày mai đó anh sẽ đi lấy tiền, một số tiền dành dụm được lâu nay đó, về và chúng ta sẽ đi chợ đêm. Thì thưa quý vị, câu chuyện này nó bước sang một cái phần khác, là ngày hôm sau đó vua Brahmadatta, mà trong kinh chữ Hán được vua Phạm Đức ấy, Brahmadatta ở xứ Varanasi, thì buổi trưa nắng và vua ngồi trong hoàng cung có người quạt, và ở trong cái cung điện bằng đá cổng thành, nhưng mà nhà vua vẫn thấy nóng. Nhưng mà điều lạ lùng là nhà vua thấy có một thanh niên đi trên ngang trên đường mà đầu trần chân không, nhưng khuôn mặt rất là hí hửng, rất là vui. Và nhà vua hơi tò mò, và do vậy nhà vua đã sai một anh
một người thị vệ chạy xuống chặn anh thanh niên lại. Bây giờ vua mới hỏi thanh niên về chứ, trong cái trong hoàng cung có người hầu hạ, có người hoạt hầu mà cảm thấy nóng nảy khó chịu. Trẫm hơi tò mò là tại sao ngươi đi ở giữa đường buổi trưa nắng mà đầu trần chân không mà thấy khuôn mặt khỉ hạ như vậy. Thì thanh niên quỳ xuống nói: muôn tâu hoàng thượng, tại vì tiện nhân có một chuyện rất là vui, là từ lúc đến cưới vợ tới giờ thì chưa làm gì cho vợ hết, nhưng mà hôm nay định vân dân đang đi phía đông của thành để lấy tiền để dành, có một số tài sản để dành, bây giờ đem về để dẫn vợ đi và nghĩ đến khuôn mặt vui tươi của người vợ tối nay thì tiện nhân rất là hạnh phúc. Thì nhà vua nó ồ té ra là vậy. Và nhà vua cũng tò mò về chứ, hỏi rằng: về chứ ngươi có thể nói cho trọng biết là ngươi đất bao nhiêu tiền không? Thì thanh niên nói: dạ, đó là một số tiền rất lớn, tới một đồng vàng. Và thưa vị, khi nhà vua nghe nói thì không nhịn được cười. Nhà vua bật cười nói rằng: trọng tưởng đâu là tiền buôn bạc bạn gì mà có một đồng vàng thôi mà lớn chuyện vậy. Thôi thì như vậy, từ đây mà qua phía bên Đông Thành còn rất là xa, người đi trưa nắng có thể bị bệnh đó, quên đồng bạc đó đi, quên đồng vàng đi, trẫm sẽ cho ngươi đồng vàng đem về, rồi tối nay dẫn vợ đi chợ đêm. Thì anh thanh niên là một người rất là chân thật. Anh thanh niên quỳ xuống cảm ơn hoàng thượng, nhất là muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng cho một đồng vàng thì rất là cảm ơn, nhưng bảo rằng quên đi thì hiện giờ không quên đi được, bởi vì có hai đồng đó vẫn tốt hơn một đồng. Dưới vị rồi nhà vua chợt nghĩ rằng: để mình làm cách nào cho thanh niên này bỏ đi đồng vàng kia. Nhà vua mới nói: thôi được, trẫm cho nhà ngươi 10 đồng vàng và ngươi bỏ đi đồng kia được không? Đó, để có xa và đi đến đó, cái nghề của ngươi là phải đi buổi trưa thôi, cái việc gánh nước là phải chỉ buổi chiều, trừ buổi trưa mới có thời giờ đi, và đi kiểu này bị bệnh đó. Anh thanh niên là một người rất là thành thật. Anh nói rằng: và rất là tri ân hoàng thượng là cho 100 đồng vàng, ấy 10 đồng vàng, nhưng mà dù sao 11 đồng nó vẫn tốt hơn, tự nhiên không thể quên đi đồng vàng kia được. Và cứ thế mà nhà vua tăng từ 10 đồng lên 100 đồng lên 1.000 đồng. Và thấy anh thanh niên này rất là thành thật, không khi nào mà có thể bỏ được đồng vàng kia, thì nhà vua mới nghĩ rằng chắc cả đời chưa có làm nên tiền. Thì nhà vua mới nói rằng: thôi được rồi, trẫm sẽ cho ngươi thay vì tiền hưởng được bổng lộc, ta có một cái công việc là thu thuế chợ đó. Ở bên Đông Thành có một số chợ, bên Tây Thành có một số chợ, thì bây giờ ngươi thu thuế nửa bên để hưởng bổng lộc và mưu sinh, như vậy ngươi bỏ được đồng vàng không? Thì anh thanh niên trả lời rằng: dạ được, tại vì thấy nhiều quá. Rồi nhà vua sai người mang bản đồ của thành ra, nói rằng: đây là phía đông, đây là phía tây, như vậy ngươi chọn bên nào? Thì thanh niên trả lời bằng phản xạ, nói: dạ thưa, bên phía đông của thành. Và tự hỏi tại sao chọn phía đông, thì anh ngân người trả lời rằng: tại vì bên đó hạ thần tiện dân có giữ một đồng vàng. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó trong chút sinh truyện cho chúng ta thấy một điều rằng, trong cái sự tham liếng tham chấp đó, cái nấm níu, và cái nấm níu đó nó luôn luôn diễn lại, đó là cái gọi là tham luyến. Còn kiến chấp thì sao? Chúng tôi lấy một cái ví dụ trong đời sống hàng ngày, là có những người Phật tử, ngay cả các vị tu sĩ học đạo, học về lý nhân quả. Nhân quả dạy chúng ta điều gì? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì đau khổ sẽ theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Nhưng mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ xẻ theo sau như bóng không rời hình. Nhưng mà rồi chúng ta tin vào nhân quả. Nhưng mà rồi thưa quý vị, thỉnh thoảng có những người vẫn len lén hay là một cách kín đáo, một cách này cách kia, tin vào gì? Tin vào phong thủy, tin vào hên xui. Mình hiểu đạo thật sự thì chúng ta sẽ hiểu theo kinh Mahache Mangala, là ngày nào mà thân hiện thiện, khẩu hiện thiện, ý hiện thiện,
đó là ngày cắt tường, đó là thời khắc hưng vượng, đó là vận mệnh hanh thông. Nhưng có những vị vẫn tin Phật mà vẫn có ngày kỵ ngày này, ngày không kỵ ngày kia, ngày này ngày tao nương không đi đâu, hay là phong thủy là mình chỉ dời đổi cái như vậy mình sẽ được cái này được cái kia, vân vân. Cái đó là ảnh hưởng rất là nặng. Cái đó chúng ta gọi là kiến chấp. Và về cái mạng chấp thì chúng tôi muốn nói một chuyện mà chúng ta sẽ hiểu tại sao mạng là chấp. Ngày xưa có một vị tỳ kheo, và vị tỳ kheo này lớn hạ hơn ngài chân cha, và chúng tôi đã từng gặp vị đó, tại vì vị đó là trụ trì một ngôi chùa. Vị lớn hạ ngài chân cha, nhưng mà vào chùa tu một thời gian, tự nhiên nghe tiếng ngài chân cha thì phát tâm đến để ở với ngài chân cha và sinh học. Tuổi hạ là siêu huynh của ngài chân cha, là lớn ngài chân cha, nhưng mà về sự tu hành thì xem ngài cha là bậc thầy. Thì thứ vị này kể lại là ở trong cuộc đời mình đi tu á, thì đến với ngài chân cha là đến bằng cái tâm rất là thành kính, nhưng mà tu cả 2 năm không có tiến bộ, mặc dù rất là kính ngài chân cha, rất là quý trọng pháp tu, nhưng mà không có tiến bộ. Thì vị này có một lần lại gặp ngài chân cha và than phiền về chuyện này, và ngài chân cha ngài mới hỏi, ngài nói rằng trước kia làm mấy, thì vị này nói là trước kia làm cái công việc là mà chúng ta gọi là Thái boxing, gọi là môn Thái đó. Thái boxing là một cái đánh boxing của Thái, đánh quyền mà theo kiểu Thái, ở bên Thái thịnh hành thì nó giống như đánh box của Mỹ vậy đó, những cái nhóm quyền Anh vậy đó. Và vị này đã từng rất là nổi tiếng, đã từng thượng võ đài và đã đem về rất nhiều cái cúp. Và ngài hỏi rằng bây giờ đi tu á, có còn nhớ đến cái việc đó không? Thì vị tỳ kheo này mới trả lời rằng thật ra thì đã bỏ tất cả, danh vọng tài sản vợ con đã giao lại hết, không mang theo cái gì cả. Rồi ngài trên cha ngài hỏi lại lần nữa rằng nhưng mà còn có nắm níu cái gì không? Thì vị này chắp tay lên nói rằng thật tình mà nói thì tuy rằng đi tu nhưng mà ở trong cái đải vẫn còn một tấm hình. Tấm hình đó là một lần đã thắng một trận rất lớn ở vùng Đông Bắc Thái Lan, đó một trận duy nhất. Thì đi cũng còn giữ được tấm hình, kể như là một kỷ niệm. Thì ngài ở trên trang ngài khuyên rằng hãy gửi tấm hình đó về nhà hoặc đốt nó đi, tại vì nó chỉ còn một chút vương lại đó, mà nghĩ về thời quanh liệt của mình, tức là mình là ai, mình đã từng quanh liệt như vậy, đã đạt đến như vậy đó, có khi nó làm trở ngại. Thì cái vị sư đó về sau này chúng tôi được đến gặp đảnh lễ, là một vị hòa thượng rất là lớn tuổi ở tại một cái vùng gọi là Sĩ Sa Kẹt. Và vị đó chia sẻ cái kinh nghiệm rằng mặc dù mình đi tu rồi nhưng mình vẫn mang theo một cái kỷ niệm, một tấm hình để nói một thời quanh liệt mình là ai đó, mình đã là ai, thì nó cũng là một trở ngại tu tập. Và mai là được ngài chân cha ngài chỉ điểm. Thì thứ việc cái đó là bản chấp. Thì cho dù là tham chấp, cho dù là kiến chấp, cho dù mạng chấp đi nữa đó, thì nó vẫn là một sự bám víu. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng những pháp này có thuộc về tham Phật. Thì chúng tôi muốn kể ba chuyện này để trả lời chung cho hai câu hỏi mà quý Phật tử gửi riêng cho chúng tôi, cũng là chia sẻ chung với tất cả đại chúng trong lúc. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin tri ân chư tăng cũng như quý Phật tử đã phục dụng để chia sẻ. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp, xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Gia và Nhật Quỳnh. Con thành kính tri ân chư tôn đức và Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.